Một bà lão có vẻ ngoài nhân hậu đang mang túi hàng vào nhà. Khi bà ấy đóng cửa, một vết nứt trên tường xuất hiện và một viên ngói trượt xuống khỏi mái nhà của bà ấy, rơi xuống đất và vỡ tan. Ngày hôm sau, người thợ xây có vẻ khá bối rối vì một tuần trước đó anh ta vừa khắc phục sự cố tương tự tại một ngôi nhà khác. Anh ấy sẽ phá vết nứt này giống như lần trước và sửa lại mái nhà. Nhưng khi đang làm, anh không thể ngừng suy nghĩ là sẽ lại có một ngôi nhà khác gặp cùng một vấn đề tương tự và anh ấy sẽ phải đến sửa như thế này. Những người già đôi khi làm như vậy, cố tình phá vỡ mọi thứ để có ai đó đến thăm họ. Dù sao thì chừng nào vẫn kiếm được tiền thì anh ấy sẽ tiếp tục sửa. Buổi tối hôm đó, bà lão đang nằm ngủ trên giường thì bị đánh thức bởi một vật gì đó rơi xuống ngay trước mặt. Một vết nứt xuất hiện trên trần nhà, ngay phía trên giường của bà ấy, và thạch cao rơi xuống người của bà ấy. Điều gì đang xảy ra với ngôi nhà này vậy? Bà sẽ phải gọi lại cho người thợ xây dựng lúc sáng và cho anh ta biết rằng mọi thứ đang trở nên tồi tệ hơn. Bà lão đứng dậy để phủi sạch bụi thạch cao trên khuôn mặt của mình, nhưng dừng lại nửa chừng trước cửa. Đó có phải là tiếng ồn mà bà ấy đang nghe thấy không? Có vẻ như nó đang phát ra từ tầng dưới, lại thêm một tiếng động nữa. Chắc chắn bà đang nghe thấy gì đó. Có ai đó đang ở nhà của bà ấy ư? Xin chào, bà ấy gọi. Dù bạn là ai, bạn nên đi khỏi đây. Chồng tôi sẽ về nhà bất cứ lúc nào và ông ấy sẽ không được vui đâu. Những tiếng động dường như đã dừng lại. Có lẽ bà ấy đã tưởng tượng ra những thứ đó. Rốt cuộc, ai mà đi cướp của một bà lão tội nghiệp? Bà ấy không có bất cứ thứ gì đáng giá để cướp. Tuy nhiên, bà ấy vẫn cần rửa sạch lớp thạch cao trên mặt. Bà ấy lắng nghe một lúc và khi không nghe thấy gì khác, bà ấy mở cửa phòng ngủ và đột nhiên hét lên. Ngày hôm sau, một đứa trẻ đứng trước cửa nhà với vẻ mặt bàng hoàng. Có phải đã có một trận động đất? Làm thế nào mà một ngôi nhà có thể biến dạng như thế này? Cậu bấm chuông cửa nhưng không có câu trả lời. Cậu bé gõ cửa và ngạc nhiên khi thấy cửa đang mở. Bà ơi! Đứa trẻ gọi lớn trong ngôi nhà yên tĩnh nhưng không có phản hồi. Đứa trẻ bước vào và nhìn xung quanh. Căn nhà là một mớ hỗn độn. Các bảng thạch cao đã rơi khỏi tường và trần nhà. Các kệ tủ rơi xuống làm đổ đồ đạc bên trong và có những mảnh kính vỡ từ các bóng đèn bị vỡ khắp nơi. Cậu bé nhìn lên cầu thang và có thể thấy cửa phòng ngủ của bà cậu đang mở và đèn đang sáng. Bà ơi, bà có ở trên đó không? Vẫn không có lời hồi đáp. Đứa trẻ lo lắng và bắt đầu đi lên cầu thang, nắm chặt lan can. Cậu lặng lẽ đi vào phòng ngủ và bước về phía tia sáng hắt ra từ cánh cửa. Đứa trẻ đẩy cửa ra và thấy bà của mình ở trên sàn. Nhưng đó không phải bà của cậu, dù trông giống bà của cậu, nhưng giống như bà đã bị kéo dài ra và bị xoắn lại. Cơ thể của bà bị uốn cong, theo các góc như thể không có khớp nào tồn tại. Đứa trẻ tê liệt vì sợ hãi, không thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn chằm chằm. Nhưng cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc, vì bà của cậu vẫn còn sống. Đáng buồn thay, các báo cáo như thế này trở nên quá phổ biến ở thị trấn nhỏ này, nơi bị quấy phá và có cuộc tấn công từ SCP-783, còn được gọi là gã bẻ cong. SCP-783 là một sinh vật dị thường, cực kỳ nguy hiểm, hiện đang gây rắc rối cho người dân Tenby, một ngôi làng nông thôn nhỏ ở Oxfordshire, Anh. Cứ 12 năm một lần, vào các tháng mùa thu và mùa đông, SCP-783 sẽ tham gia vào một chu kỳ hoạt động kéo dài khoảng 70 ngày. Trong thời gian đó, nó sẽ nhắm mục tiêu và tấn công vào những người ở một mình trong nhà khi mặt trời lặn. Những người bị SCP-783 nhắm mục tiêu sẽ thấy ngôi nhà của họ đang nhanh chóng xuống cấp, gây thiệt hại và tạo ra các vấn đề về cấu trúc ngôi nhà. Những vết nứt này thường xuất hiện dưới dạng các vết nứt bên ngoài ngôi nhà, dẫn đến việc các ngôi nhà có vẻ ngoài siêu vẹo. Thật không may, trong khi tổ chức SCP nhận thức được cả vị trí và thời gian SCP-783 hoạt động, cho đến nay vẫn không thể ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công nào của nó. Ngoài ra, tổ chức vẫn chưa thể ghi lại hình ảnh hoặc thậm chí là hình bóng của SCP-783 do ảnh hưởng của nó đối với thiết bị ghi. Máy quay được gắn để ghi lại sinh vật thường chỉ tạo ra những cảnh quay bị méo mó hoặc bị hỏng, khiến vẻ ngoài của nó vẫn là một bí ẩn. Các nạn nhân bị SCP-783 nhắm tới sẽ có chung một số phận theo nhiều cách khác nhau, còn tồi tệ hơn cả cái chết. Cơ thể của họ sẽ bị biến dạng nghiêm trọng khi xương của họ bị hàng chục vết gãy, bị kéo căng và xoắn theo nhiều hướng khác nhau. Sau đó, chúng được chữa lành bằng cách tạo ra sụn rất nhanh và da sẽ phát triển để bao phủ các chi mới dài ra, để lại cho nạn nhân một mớ chi xương sẩu dị dạng. Một số trường hợp khá nghiêm trọng, với một nạn nhân bị kéo dài cẳng tay đến hơn 2,4 mét và một nạn nhân còn lại bị kéo dài đến 12 mét rưỡi. Bất chấp những thương tích khủng khiếp phải chịu, phần lớn nạn nhân vẫn còn sống sau các cuộc tấn công. Mặc dù họ từng bị liệt hoàn toàn
trong tình trạng thực vật hoặc cả hai. 27 nạn nhân của SCP-783 hiện đang được điều trị trong một cơ sở chăm sóc dài hạn của một bệnh viện địa phương được tổ chức trưng dụng đặc biệt để chăm sóc và điều trị cho nạn nhân SCP-783. Giống như dị thường một tổ chức SCP điều tra và lưu trữ, nhiều cư dân của Tempe dường như đã có chút nhận thức về gã bẻ cong và sinh vật dị thường đã trở thành thứ gì đó giống như ông kệ ở địa phương. Các nhà nghiên cứu thậm chí đã ghi nhận những đứa trẻ địa phương hát một bài đồng dao có vẻ liên quan và thậm chí có thể giải thích nguồn gốc của sinh vật này, đó là có một người đàn ông cong queo đã thực hiện một thỏa thuận cong queo. Ông ta giữ một cây gậy cong queo và cây gậy của ông ta bị cong vẹo. Ông ta bắt một đứa trẻ cong queo, nó kêu một tiếng cong vẹo và người đàn ông cong queo đó đã bị xử tử trên bánh xe cong vẹo. Một tháng trước khi chu kỳ hoạt động gần đây của SCP-783 bắt đầu, một nhân viên cấp D, D-209, đã được cử đến sống trong một ngôi nhà thuộc sở hữu của tổ chức trong làng. Thiết bị ghi âm và ghi hình được cài đặt sẵn trong ngôi nhà, trong trường hợp nhân viên cấp D bị nhắm mục tiêu, và hy vọng rằng một số thông tin có thể được thu thập nếu điều gì đó xảy ra. 43 ngày sau khi anh ta bắt đầu sống trong ngôi nhà, cuối cùng thì điều gì đó đã xảy ra. Một buổi tối, khi đang đọc sách trên giường, D-209 nghe thấy tiếng động ở tầng trệt của ngôi nhà. Máy ảnh ở tầng 1 đã bị hỏng và chỉ cho thấy một hình ảnh biến dạng di chuyển trong nhà. Khi D-209 cố gắng rời khỏi phòng ngủ và trốn khỏi nhà, anh ta ngay lập tức chạm trán với SCP-783. Trong khoảng thời gian kéo dài 5 giờ, xương của anh ta bị gãy nhiều khúc rồi liền lại, rồi lại bị gãy nhiều khúc. Cứ thế lặp lại, khiến cho D-209 trở thành một khối xương thịt bị xoắn lại. Thật kỳ lạ, vào đúng thời điểm D-209 bị tấn công, tất cả 27 nạn nhân SCP còn sống trước đó trong bệnh viện đều trải qua những cơn co giật dữ dội. Mặc dù hầu hết họ được tuyên bố là đã chết não và những người còn lại thì bị liệt hoàn toàn. Đồng thời, với vụ tấn công là một cơn địa chấn ở ngoại ô thị trấn, những chi tiết được tiết lộ bởi sự kiện này vừa làm sáng tỏ nhiều điều nhưng cũng vô cùng đáng lo ngại. Nhân viên của tổ chức đã được cử đến địa điểm xảy ra địa chấn để điều tra và xác định xem nó có được kết nối với SCP-783 theo bất kỳ cách nào hay không. Ở đó, họ nhìn thấy một nhóm nhỏ người dân thị trấn giận dữ. Có lẽ họ thất vọng bởi những sự kiện huyền bí dường như không có hồi kết trong thị trấn của họ và nỗ lực ngăn chặn SCP-783 không có tiến triển. Sau một hồi căng thẳng, đặc vụ SCP-Colin bắn vũ khí của mình lên không trung và đám đông nhanh chóng chạy tán loạn. Bây giờ không bị phân tâm nữa, các đặc vụ có thể bắt đầu cuộc điều tra của họ một cách nghiêm túc. Họ ngay lập tức phát hiện ra một số vật thể nhô ra khỏi lòng đất. Khi kiểm tra kỹ hơn, chúng được xác định là những ngón chân người bị kéo dài. Một đội khai quật đã được cử đến địa điểm và đến ngày hôm sau, một ngôi mộ tập thể đã được phát hiện chứa đầy một khối xoắn có vẻ như là nạn nhân của SCP-783. Cơ thể đột biến và bị kéo dài ra của những nạn nhân vẫn được bảo quản tốt, mặc dù được chôn trực tiếp dưới đất và tất cả đều bị vùi đầu xuống với cánh tay thò sâu xuống hố chôn. Khi một nhà nghiên cứu đang cố gắng lấy mẫu mô từ một trong các thi thể, mặt đất bên dưới chỗ anh đang đứng bị lún và anh ta rơi xuống hố. Anh ngã xuống đống chi chằng chịt, bị xê dịch dưới sức nặng của anh và anh biến mất vào cái hố bên dưới các thi thể. Đặc vụ Colin ngay lập tức tìm thấy một sợi dây dài, buộc nó vào thắt lưng của cô, leo xuống hố và hướng dẫn cho đội điều tra kéo cô ấy lên khi cô ấy ra hiệu. Đặc vụ Colin đi xuống hố bên dưới các thi thể và sau vài phút, cô ấy được đưa ra ngoài, không có nhà nghiên cứu mất tích. Tại cuộc phỏng vấn, cô ấy mô tả cách cô ấy tìm thấy một vị trí bất thường dưới mặt đất bên dưới xác chết các nạn nhân của 783. Và cô ấy đã rất hỗn loạn vì những gì cô ấy đã nhìn thấy, đến nỗi cô ấy đã được phép nghỉ tạm thời. Tổ chức phải được biết nhiều hơn và một nhân viên cấp D nhanh chóng được chọn để khám phá sự bất thường dưới lòng đất. D-2172 được trang bị thiết bị ghi âm và ghi hình, cùng với một số công cụ đo lường khoa học cũng như súng cầm tay được đưa xuống hố thông qua cần cầu. Dây buộc trên bề mặt sẽ vừa gửi thông tin thu thập, vừa đóng vai trò là dây cứu sinh kéo anh ta trở lên khỏi hố. Khi D-2712 được hạ xuống, vượt qua hàng loạt xác chết vào trong bóng tối, anh ta trải qua nhiều cảm giác chóng mặt trước khi nhận ra các hiệu ứng dị thường cũng ảnh hưởng đến trọng lực, khiến tất cả đảo ngược và anh cần phải treo lên để có thể xuống sâu hơn nữa trong hố. Anh nhanh chóng leo ra khỏi cái hố được bao quanh bởi những cánh tay vươn dài của xác sống và xuất hiện trong một thế giới mở với bầu trời u ám. Nó trông giống hệt như thị trấn Tempe với những tòa nhà giống như ở thế giới thực của chúng ta. Tuy nhiên, thế giới dường như không có người ở, không có dấu hiệu của nhà nghiên cứu tổ chức SCP mất tích. D-2172 bắt đầu điều tra các ngôi nhà và nhận thấy tất cả chúng đều trống rỗng. Mặc dù có dấu hiệu của một cuộc giao tranh trong một ngôi nhà, với những gì được coi là bằng chứng về cái chết của nhà nghiên cứu mất tích, họ tiếp tục khám phá khu vực và phát hiện ra rằng
các đặc tính bất thường của vị trí cũng mở rộng đến vùng ranh giới của nó. Và khi nhân viên cấp D đi về phía bắc ra khỏi thị trấn, sau vài km, anh ta phát hiện ra rằng bằng cách nào đó anh ta đã trở lại dìa phía nam của thị trấn. D2172 được lệnh quay trở lại địa điểm vào, nhưng khi anh ta đang đi bộ, bất ngờ bị cản trở bởi cơ thể biến dạng của một nạn nhân SCP-783 nằm vắt ngang trên con đường trước mặt. D2172 rút vũ khí của anh ta bắn vào thực thể, nhưng nó không phản ứng và anh buộc phải rút lui vào khu rừng gần đó. Sau vài phút, anh dừng lại để nghỉ ngơi thì phát hiện ra thứ khác. Ở phía xa, nhân viên cấp D nhìn thấy một thứ gì trông giống như một cây bạch dương khổng lồ, màu trắng, và nó đang tiến về phía anh ta. Khi cái cây sống đang tiến đến gần, rõ ràng nó hoàn toàn không phải là một cái cây. Thứ trông giống như những cành cây là những ngón tay xương sẩu mà nó đang dùng để bước đi. Những ngón tay dài như cành vươn ra khỏi đỉnh của cái cây, nơi D2172 có thể nhìn thấy nguồn gốc của chúng. Những nhánh cây này là những ngón tay thon dài của nhà nghiên cứu của tổ chức SCP bị mất tích. D2172 quay đầu bỏ chạy khi cây sống khổng lồ đuổi theo anh ta trở lại thị trấn. Mặc dù nã súng vào sinh vật này bất cứ khi nào anh ta có thể, nhưng không thể ngăn chặn nó. Nguồn cấp dữ liệu hình ảnh nhanh chóng bị mất khi âm thanh tiếp tục phát ra tiếng hét của D2172. Nhưng đây không phải là kết thúc của cuộc thám hiểm. Nhóm nghiên cứu tại chỗ đã rất ngạc nhiên khi chứng kiến sau vài giờ dây buộc rung lên 2 lần, tín hiệu rằng nên kéo nhân viên quay lại. Một nhóm y tế đã được cử đến hiện trường vì người ta cho rằng D2172 sẽ cần được chăm sóc ngay lập tức, và nhóm bắt đầu kéo sợi dây lên. Sau vài phút, họ phát hiện ra chiếc dây nịt đáng lẽ được gắn vào D2172, nhưng không có gì trong đó. Họ tiếp tục kéo, nhưng chiếc dây nịt bị mắc kẹt trên đống xác chết trong hố. Sau đó, họ nhận thấy rằng nó không thực sự bị mắc kẹt. Có một bàn tay đang cố hết sức nắm lấy dây buộc. Đó là bàn tay của D2172. Nhóm nghiên cứu tiếp tục khi kéo tay của D2172 tiếp tục vươn ra khỏi hố với chiều dài hơn 3 mét. Nhưng cuối cùng, D2172 mất khả năng bám và người ta thấy anh ta chìm xuống trong đống xác chết bên trong hố. Sau chuyến thám hiểm này, người ta xác định rằng chỉ các đội tác chiến đặc biệt và lực lượng đặc nhiệm cơ động sẽ được sử dụng để khám phá vị trí dị thường, nguy hiểm trong tương lai. Ít nhất, 3 cuộc thám hiểm như vậy đã được thực hiện. Mặc dù các chi tiết vẫn là bí mật cho đến nay, và có lẽ tốt nhất nếu chúng cứ như vậy. Tổ chức SCP sẽ tiếp tục theo dõi thị trấn Tembi trong nỗ lực tìm hiểu thêm về SCP-783 và hy vọng sẽ khám phá ra phương pháp để ngăn chặn nó và các hiện tượng liên quan đến nó. Do khó khăn trong việc ngăn chặn sự bất thường, nó đã được phân loại là Keter, và một tòa nhà liên kề với bệnh viện Tembi đã được trưng dụng và chỉ định là địa điểm nằm tạm thời để đáp ứng số nhân lực ngày càng tăng của tổ chức trong khu vực này. Khi tổ chức SCP tiếp tục nghiên cứu dị thường bí ẩn và rất nguy hiểm này, bất kỳ nạn nhân nào của SCP-783 đều phải được thu hồi. Thương tích của họ được ghi lại và sau đó thi thể của họ sẽ được thiêu hủy. Bây giờ, hãy xem thêm những video khác về các hồ sơ của tiến sĩ Bob. Đồng thời, hãy đăng ký kênh và bật thông báo để bạn không bỏ lỡ bất kỳ điều bất thường nào khi chúng tôi nghiên cứu sâu hơn và rõ hơn về các kho lưu trữ bí mật của tổ chức SCP.